Biết gì chưa các AMI? Jungkook vừa chính thức phát hành hai bài hát đó là Still With You và My You đó. Anh lại còn sắp cửa debut solo nữa cơ. Trong video này cùng chúng mình tìm hiểu về ba bài hát trên qua một bài báo của Billboard nhé. BTS Jungkook made some ARMY dreams come true over the weekend when he uploaded two longtime fan favorite songs to streaming services for the first time. The previously available solo singles, the bossa nova-ish Still With You and the swooning ballad My You, were originally released only on SoundCloud and YouTube, but are now also available on Apple Music, Spotify and other major streamers. The two tracks were first released as part of the K-pop superstars group's annual Festa celebrations. In the midst of the group's pause while its members pursue solo projects, as well as engaging their mandatory South Korean military service, Jungkook is gearing up to release his debut solo single, 7. The track is due out on July 14th. Rất nhiều từ vựng ở trong này đúng không? Yeah. Yeah. So many. Yeah, đầu tiên thì có mình chắc phải 2 năm chỉ được phát hành ở trên SoundCloud. Thì bây giờ thì hai cái single này, Still With You này và Mind You, thì đã được phát hành trên đa dạng các nền tảng streaming khác như Apple Music, Spotify, trước kia thì có cả YouTube nữa. Thì yeah, thì đấy là một cái dream come true đối với ARMY. Thì đấy, thì có một cái cụm là make someone's dreams come true, biến ước mơ của ai đấy thành sự thật. Thì như cái cách mà Jungkook cho phát hành hai cái bài này để fan có thể nghe được ở đa dạng các nền tảng hơn, đó là biến giấc mơ của fan thành sự thật đó. Yeah. Ngoài ra thì hai cái bài hát này thì còn là fan favorite songs nữa, là hai cái bài hát mà được fan rất là yêu thích và luôn ngóng đợi cái việc nó được ra mắt chính thức. Thì bây giờ đều được các bạn thành hiện thực rồi. Ok, và cái cụm swooning ballad, bạn có tò mò đấy là cái gì không? Ballad thì có một cái đặc điểm đó là nó sao nhỉ? Nó nhẹ nhàng ấy, very soft. Và cái từ swooning này thì nó cũng mang cái nghĩa như vậy, soft and touching. Đó là ý nghĩa của từ swooning. Đoạn 2 của bài báo thì cũng có nhắc đến việc là hai cái bài hát này được ra mắt vào cái thời điểm mà annual Festa celebrations. Festa celebrations ở đây tức là ám chỉ đến cái này kỷ niệm thành lập nhóm. Yeah, vào tháng 6 hàng năm, như là 13 tháng 6 thì phải. Yeah, và annual thì nói ám chỉ là hàng năm. Yeah. Thì đấy, thì trong writing hoặc là trong speaking thì mình có thể dùng từ annually thay cho việc là once a year. Every year. Yeah, every year nó sẽ hiệu quả hơn. Và tiếp theo là mình có cụ in the midst of. Yeah, in the midst of có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở giữa, là ở trong cái khoảng thời gian đấy. Đó thì chúng ta sẽ dùng cái cụ in the midst of. Cái này thì nếu mà các bạn muốn rút gọn thì mình sẽ có một cái từ là amidst, cũng cùng nghĩa với vậy, amidst the group's pause đó. Và đấy, trong khoảng thời gian mà các thành viên khác tham gia nghĩa vụ quân sự, engage in, và cái việc nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc thì nó là bắt buộc, so mandatory. Yeah. Mandatory, nó yeah. bằng gồm cái từ là compulsory, yeah. compulsory, hay là required. Yes. Engage in nó giống kiểu tham gia vào ấy, đúng không? Yeah. Enroll, yeah. enroll in or participate. Yeah. Ngoài ra thì có một cái cụm cuối đấy là Jungkook is gearing up to release his debut single. Gearing up ở đây gearing up. Gear là lái đúng không? Các bạn từ cái từ gear mà ra nó là lái, và up thì có nghĩa là lên. Yeah. Tức là ý là mình đang có cái xu hướng tiến đến làm một cái hành động gì đấy. Yeah. Ở đây thì nó giống như kiểu là Jungkook đang ý là Jungkook đang chuẩn bị. Yeah, đúng và không? Tăng tốc yeah. để có thể ra được cái single nó đúng hạn vào ngày 14 tháng 7, tức là tuần sau đó mọi người. Yeah. Ok, mình sẽ tiếp tục nha. Last week, Big Hit Music announced that 7 is coming soon, describing the track as an invigorating summer song that will allow ARMY to experience the full breadth of Jungkook's charm. The announcement also noted that there are many other activities to come. Even though several members of BTS have already begun their mandatory military service, the group has remained very active via solo singles and album and group projects. BTS celebrated its
10th anniversary last month, releasing the new single Take 2 on June the 9th to mark the milestone. Yeah, thì ở đây thì đoạn 3 thì nối tiếp cái đoạn 2 về thêm những cái thông tin liên quan đến cái solo single chuẩn bị ra mắt của Jungkook. Yeah, thì ngoài việc là nó đang coming soon, thì có một cái chút mô tả về cái bài hát này là an invigorating summer song. Yes. Invigorating thì nghe nó rất là kiểu sôi động nha, yeah. Nó sôi kiểu động, nó phấn chấn bản thân. Yeah. Thì đó, thì cái việc cái đặc tính của bài hát này thì sẽ cho phép các ARMY được trải nghiệm the full breath of Jungkook's charm, tức là toàn bộ cái sức hấp dẫn đến từ Jungkook, đến từ em út của BTS. Yeah. Và ngoài ra thì trong cái thông cáo báo chí này thì cũng có nhắc đến việc là there are many other activities to come, tức là cái màn debut của Jungkook sẽ không chỉ dừng lại ở việc là ra mắt một bài hát mới, mà sẽ có thêm các cái hoạt động quảng bá và quảng bá để giúp single phổ biến hơn. Yeah. Yeah. Và họ còn có bài Take 2 đúng không? Ra mắt vào tháng 6. Yeah. Tháng 6 vừa rồi thì BTS thực hiện 10 năm debut ấy. Thì như là một cái món quà dành cho fan thì nhóm đã ra mắt cái single Take 2. Yeah. Và cái này còn là để làm gì nhỉ? Mark the milestone đúng không? Yeah. Milestone ở đây có nghĩa là cái gì? Nghĩa là 10 năm là một cái mốc rất là quan trọng với bất kỳ một nhóm nhạc nào. Yeah. Thì chúng ta có cụm mark the milestone có nghĩa là đánh dấu một bước ngoặt hoặc là đánh dấu một cái mốc quan trọng trong một quá trình chặng đường của ai đó. Yeah, BTS hoạt động được 10 năm rồi đấy. Và sau 10 năm thì Jungkook mới chính thức debut solo. Nói chung là fan cũng chờ đợi khá là lâu rồi. Yeah. Và hy vọng là bài hát mới của Jungkook, Seven, ra mắt vào ngày 14 tháng 7 thì sẽ làm hài lòng không chỉ ARMY mà toàn thể cộng đồng fan K-pop nói chung nữa. Cùng chờ đón màn debut của em út BTS nhé. Vào ngày 14 tháng 7 nha. Bye bye các bạn. Bye.